ốp xe anh em, xe mô tô ngoài kia. Mấy anh em mình chơi. Em tính cái Vũng Tàu. Ốp xe. Mà cái tờ này mai
chơi nó đen. Em làm giang hồ mới đen anh. Em làm giang hồ á. Định nghĩa giang hồ là gì mập? Không biết. Giang nắng làm hồ. Ở đây là khu New City á. Khu New City gần Sala á anh em. Anh em nào ra đây chơi ở ngoài đây cũng mát lắm, mát mẻ. Đó, dựng xe mô tô ở đây. Đi thấy nhiều câu cá. Thôi. Nó lên ôm cô cả gối rồi. Nhập tướng mập lên ôm chân cái nó nghe cái bật cái đụng gãy gãy mập. Ở đó luôn. Mập ôm nguyên xe đủ nằm luôn không? Ở đó làm luôn. Đầy cả gối. Gặp mà mấy cái bát đó nó mà bị mòn. Xé cho mà mòn cái gì á, má vừa ôm cái gãy luôn.